Anh xin lỗi anh Hiếu. Mãi. Anh xin lỗi anh Hiếu. Em lấy thì sao lấy được? Mãi. Có. Trương. Hả? Sao nó có vậy? Dừng lại, em chân xuống lại. Em chân xuống lại. Anh thầy để màn hình. Trương. Sao để? Trương. Để đi. Sao nó có vậy? Hả? Trương. Phải cắt đi. Gì? Cái ba lông đập đó. Có thêm đền. Ai biểu xài có ốc dởm gì? Mua Mua Đây làm gì không bể? Bể luôn, nó bị nhiều. Bị anh đập nó không bể, mà nhẹ thì nó bể. Không bể tự đập luôn, nó không bể. Nhưng mà ai bị anh mà đập? Ai làm gì anh mà anh đập? Ra đây nè. Đi quay phim được nhiêu tiền rồi trơn á, đập bể mất cái iPhone người ta rồi. Giờ sao? Anh, ba Long đập bể mất cái iPhone của anh yếu luôn rồi, nó bể camera. Trời ơi, bể luôn á. Đường luôn. Nứt một đường luôn. Cảm ơn cho cái khác hiếu ơi. iPhone không thể nào bể được. Bể anh ơi, mà thôi như người ta đi mua cái ốp xịn xịn chứ đi. Có thể giờ thải tùm lum nè. Bữa là anh tất anh đập thì ngồi luôn, nó không bể. Cảm ơn em. Anh ta lỗi anh. Ta lỗi gì? Ngày mai cho anh mua cho anh Hiếu cái khác không? Hứa luôn, vậy là cái này thuộc về em, cảm ơn chị. Anh em nhà em hay vậy lắm. Một người thì nổ, người thì 200 đồ. Anh quay đặt nè, em mới tìm hiểu về con người. 200 nổ. Còn đây em trùm nổ thì 200 đồ. Em là 122 ngón. Chùm chôm. Đây chùm nữa, đây chùm chôm. Nhìn thấy đồ ngủ thằng Dung á. Anh Hiếu khó lần quá à. Phải các anh ít nói không? Với lại nói chuyện nó bị đơ, nó bị nhạt. Không, nói giỡn thôi chứ anh Hiếu vẫn nói chuyện với em. Chỉ có điều là anh Hiếu khó gần với mọi người thôi. Rồi anh Hiếu kiểm tra lại điện thoại đi. Ủa sao là anh khó gần ta? Bây giờ anh kiểm tra điện thoại đi. Trời ơi, tiếng ảnh là lạnh lùng bơi, cái phong cách của ta là lẽ chính bé Bông là người nói. Em Bông chị nó sai rồi, chị Trâm nói đúng. Nãy bé Bông hết cấp á. Nói vậy nè. Kêu Trâm, anh Hiếu khó gần quá. Cái ủa tao thấy anh bình thường mà ta. Cái Bông nó kêu có khi nào anh lạnh lùng bơi anh chạy anh ta. Cái ủa anh bình thường anh vậy mà anh em nói vậy thôi. Em nói anh dễ gần, đứng gần thì được, nhưng mà anh nói chuyện em nói vậy bây giờ nó xuyên tạc. Trời ơi, hồi đó mình mới đầu mình mời phim ảnh á, mình gọi điện thoại nhắn tin quá trời đâu trả lời, tưởng ảnh hả lạnh lùng này kia chảnh đồ này kia bộ. Nhưng mà như anh thấy em gái anh cũng cùng họ hồ cũng biết cũng bay em show với nhau rồi thì anh qua ngày hôm sau anh cũng trả lời em chứ. Ủa, im luôn một phát một tuần lễ diện toàn ghê vậy anh vô về lục tin nhắn cá độ anh nhớ có một ngày à cá độ em lấy điện thoại ra cá độ không bây giờ nếu như mà không phải đúng một tuần em mất 5 triệu em chơi luôn còn nếu như điện thoại em chịu ơi nếu như tuần anh mất 1 triệu hả chơi không triệu, nếu như một ngày là anh mất nếu như một ngày là em mất 5 triệu còn nếu như đúng 7 ngày là anh mất 1 triệu ôi sao anh khốn vậy kệ đi chơi luôn em chơi luôn em sợ gì vả quá rồi chơi rồi kiểm tra nha ba qua kêu chịu đưa anh thầy đưa gì thầy đây điện thoại anh nè còn gì cá vậy vậy nếu mà điện thoại anh cũng không lương nè điện thoại đỏ anh thương một tuần á thì em sẽ đứt bầu thù lao của anh lên còn nếu một ngày thì anh sẽ không nhận thù lao không cái chuyện này á hai anh em mà hầu hồ không liên quan tới cương vừa đổi nè đây tin nhắn này còn luôn nè ê từ từ ra để cho chốt kèo đã chưa chốt mà ủa chị chốt rồi mà đúng không chốt chưa quyết định chốt không quyết định chưa kìa dạ anh Hiếu cho thời gian kìa quyết định không vậy anh em nói tuần đúng không ở đó coi đó anh nói một ngày không anh nói là qua chưa đến tuần hôm nay anh nói một ngày hôm nay anh nói một ngày em nói là nếu mà qua một tuần là em chịu đúng rồi hồi nãy anh Hiếu nói một ngày còn Trâm nói một tuần thấy chưa rồi vậy nếu mà hai người cùng xa thì mỗi người 1 triệu nha mỗi người 1 triệu bỏ vô tiền cho làm phim đó rồi ok luôn ủa chứ cha rồi quan Hiếu với sao sợ không biết Trâm gì ta ủa sao nói ngày ta nói trên ngày với ta không hồi nãy nói một ngày chị cắt clip đi chị dừng lại cho anh coi lại clip nãy luôn đây nè có giờ đây nè rồi chết cha rồi 16 tháng 11 23:20 ngày bao nhiêu rồi à. Xong nè chốt 1 5 triệu ok
Đâu, gì vậy? Đâu, chốt trăm triệu chưa, ok. Anh nếu chốt trăm triệu. Là sao vậy? Đây, đây, anh ngày em nhắn tin cho anh Hiếu từ ngày 16 tháng 11 nha quý vị. Ngày 16 tháng 11 nha quý vị. Và nè, anh không rành đóng phim lắm, em tính làm phim của em hả bé? Rồi tới 17 tháng 11 trả lời xong, tới ngày 27 tháng 11 anh Hiếu ơi cho em số điện thoại với. Ôi chết cha, che số điện thoại Hiếu vậy chị. Chị xóa cái chỗ đó. Ủa đi. Đó, đó, về cắt đó. Về cắt đi. Đừng có trả lời nè. Nhưng mà tới từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 anh mới, anh không thèm trả lời em luôn. Đây cả nhà. Ủa. Đây, cái này chính xác nhất, 16 tháng 11 đây. Đó, và tới ngày 17 tháng 11 nè, 27 tháng 11 anh vẫn không trả lời em mới kêu là anh Hiếu ơi. Đúng không cả nhà? Ủa, 10 ngày trời trả lời liền mà nhắn tin mời từ ngày 16 tháng 11, 27 tháng 11 nhắn tin lại, gọi điện mời tiếp. Xong rồi tối đó vẫn không trả lời. Xong rồi em phải gọi điện thoại. Mình có lưu số ảnh mà mình quên mất, mình lại đi xin tiếp. Tức quá. Hồi nãy mà tôi... Ủa, nãy giờ đang cá rồi, nhắn tin rồi trả lời liền mà. Chứ đúng không? Cá là chốt cái ngày anh trả lời lại cho Trâm mà. Ủa, có 1 triệu rồi, anh mới chán nướng đi mấy chị em ơi. Ủa, nó cá ngày trả lời mà ta. Không, cá ngày anh trả lời sau. Anh Hiếu sẽ dẫn hết nữ của đoàn này đi ra chợ Đà Lạt ăn bánh tráng nướng. Tính ra một cái bánh tráng nướng bao nhiêu tiền, 1 triệu là hơi nhiều, cả đoàn cũng không hết nữa. Thì hết bánh tráng nướng mình uống trà, uống nước sữa, sữa đậu nành, rồi đủ thứ luôn, bơ, kem bơ, rồi đủ thứ luôn. Anh Hiếu đã thua kèo. Còn mai mua đồ ăn về luôn. Yeah. Có luôn hả chị Linh? Có luôn hả? Ủa chị ai được tặng lắm phải không? Có. Anh đang ngơ kìa. Ủa sao? Sao? Anh Hiếu tặng cho mọi đứa. Trời ơi, thấy chưa, tới nhà mời mời từ 16 tháng 11 luôn á, lâu lắm luôn á. Rồi lúc đó kêu chết cha rồi, sao ông Hiếu không có giận hay gì không? Ông không có trả lời gì trơn á. Không trả lời trả vốn gì luôn. Chưa hiểu vấn đề sao tự nhiên mất kiệu luôn, không biết luôn. Không, giờ không biết luôn. Không, nãy giờ mình cứ tưởng đâu là cái ngày trả lời tin nhắn. Thôi anh sai được chưa? Rồi ok, bây giờ là Hiếu cho mất kiệu rồi đó. Yeah. Vâng. Mày thích ăn cái gì nữa, ăn cái gì? Chỉ được trong giới hạn là sữa đậu nành với là bánh tráng trộn thôi, bánh tráng nướng thôi bà nội. Nhưng mà anh ơi, anh Hiếu không được. Không thôi. Trâm cho em hỏi chị muốn ăn gì đi. Chị. Em nói thiệt nha, anh Hiếu đây rất là buồn trong ruột. Em hỏi chị muốn ăn gì đây. Chị nói đến tiền ăn gì? Chị muốn anh Hiếu. Khán giả mình im lặng xíu nè. Chị Thanh Thánh Thiện, chị muốn ăn cái gì? Chị muốn anh Hiếu. Bớt đi chị. Trời ơi. Anh Hiếu, ai đồ của anh á. Trời, bả là ai, cái gì bả ai đồ ăn. Bánh me đến nổi luôn, bọn cháu vàng á. Coi tái luôn kìa chị. Coi tái luôn rồi chị. Giật giật đi. Cái nhà ơi, chị ba tê chứ me anh Hiếu đến nổi mà. Anh Hiếu bọn cháu màu vàng, đội nón vô, đứng bọc tay vô túi. Nè nè, bả cũng bọn mấy cái y chang nha bằng được luôn. Thiệt, đưa mở điện thoại ra chị. Không, từ từ. Nhưng mà mấy đứa này nó kêu thôi là sao? Ý là nó chị đừng có ăn anh Hiếu rồi sao, chuyện Hiếu đâu có, tại em thấy Hiếu môi tái tội nghiệp anh Hiếu. Môi tái nhưng mà em ủng hộ chị ăn anh Hiếu. Ồ ừ. Sao anh Hiếu vậy là gà được anh Hiếu rồi, giờ chuyển qua gà anh Khương đi. Gà mà gà được anh Khương mà không ai gà được anh Khương luôn. Mà gà được anh Khương ta chắc mày đi ăn lẩu gà le. Gài thử hả? Sao có cái mặt về mày gài được không? Đi đi quay phim vui không Nếu? Đi quay phim vui không? Vui chứ mà cái mặt kỳ quá. Vui thiệt. Vui mà hơi mệt. Sao mệt? Sao em? Tại anh mới đặt điện thoại lên mặt anh nó mới hai xíu. Ai đặt điện thoại? Ba con đứa. Ủa? Quên luôn ai? Anh Nếu, em mới vô chị Linh nó kêu trời nãy ba nói gặp điện thoại quá Nếu. Cái kêu đâu cho em điện thoại coi thử điện thoại thì không có bị gì hết. Nhưng mà chị Thanh nó kêu nãy anh Hiếu diễn cái cảnh nó quá tốt luôn. Cảm xúc rất là dâng trào. Mới phát hiện ra là tại cái điện thoại bị đập. Nãy đập cái đùng nhiệt luôn á hả? Để ý nó do cái bàn rồi nè. Chứ mình gọi quan nhẹ mà. Nói chung là tiền bạc đối với Hiếu là không quan trọng. iPhone 13 không quan trọng. Rồi quay nha, em mời Hiếu.
vô được kìa. Ủa này là anh nhớ bệnh được không? Bệnh đâu bệnh, bình thường. Cái nhà thấy không, đang đau lòng lắm mà không có nói ra. Chị đang đau lòng lắm, chị đau lòng biết vậy, nãy cá 2 triệu được rồi. Ủa cái này chưa thay đồ ra luôn hả siêu? Lê lẹ đây. Nè Diệu thấy nằm mơ mang, Diệu sốt cái này chắc là muốn nổ.